Sau đợt kiểm tra việc chấp hành quy chuẩn xe khách dừng nằm trên toàn quốc vào giữa tháng 3 năm 2014, hàng loạt các sai phạm về thiếu thiết bị an toàn, tự ý cải tạo, lắp đặt thêm giường không đúng quy định đã bị phát hiện. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức chấp thuận đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc ngừng cho phép việc hoán cải xe khách, xe tải thùng. Cụ thể, sẽ dừng cải tạo xe khách thông thường thành xe khách giường nằm 2 tầng, và ngừng cho phép việc cải tạo hệ thống phanh, hệ thống treo, hệ thống chuyển động để không tạo điều kiện cho xe ô tô có cơ hội chở quá tải. Ngoài ra, việc cải tạo thùng hàng, khung mui của xe tải cũng sẽ bị nghiêm cấm và dừng cấp phép nếu cố tình thực hiện. Với chấp thuận này của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian tới, Cục Đăng kiểm sẽ chỉ kiểm định, cấp giấy chứng nhận và tem cho các xe sản xuất lắp ráp trong nước. Xe nhập khẩu có thùng hàng phù hợp với nhóm hàng được chuyên chở. Trước đó, qua kiểm tra tại 49 trên 63 tỉnh thành, trong số 2.402 phương tiện được kiểm tra, thì có tới 630 phương tiện bị xử phạt với 7 lỗi vi phạm chủ yếu như không có dây an toàn, tháo bỏ và lắp thêm ghế ngồi, giường nằm, thiếu hoặc không có bình cứu hỏa, búa thoát hiểm.